Xin kính chào quý vị các bạn. Các bạn đang chiếm ở một tập phẩm MyBusai của người dân Thanh Tùng, hồi sinh vật cảnh tỉnh Bình Định. Để các bạn, một tập phẩm MyBusai mà thì mình thấy rất là độc đáo và rất là quý hiếm. Đây các bạn xem phần tổng thể của cây. Thì cây này lá nó hơi ít cho nên nhìn khá là rõ phần tổng thể nhưng cũng như là phần tỉa cành. Với một cái gốc rất là to xù xì, thể hiện được cái dáng rất là cổ kính lâu năm. Và hãy nhìn cái da nó xù xì không? Da xù xì như da cóc luôn. Thì có được cái làn da như này thì phải nói là rất là lâu năm và thể hiện sự cổ kính của cây mai này. Quá là tuyệt vời ha. Thì các bạn nhớ bấm nút đăng ký kênh nha. Bấm nút đăng ký kênh để mà thường xuyên xem những video tại triển lãm lần này. Thì triển lãm lần này rất là nhiều cây đẹp. Một triển lãm mà quy tụ rất là nhiều cây xuất sắc từ trong tỉnh cũng như các tỉnh khác, Gia Lai hoặc là những tỉnh trong miền Nam. Mình thấy cũng ra rất là nhiều. An Giang, Bến Tre, Thành phố Hồ Chí Minh cũng ra rất là nhiều. Hàng chục gian hàng từ trong miền Nam ra. Nên sẽ có được rất là nhiều cái đẹp. Và đặc biệt là nổi trội là cái phần My Bonsai của tỉnh Bình Định cũng như huyện An Dương. Đơn vị chủ nhà là một nơi thu phủ mai, nơi sản sinh ra rất là nhiều cây mai bonsai cực kỳ đẹp. Thái à? Nó lên nó nuôi cái này rồi là cái này nó tự nó quý. Dạ. Cái này tự cái này nó nuôi cái này rồi cái này tự nó quý. Dạ. Sau này cái này nó không còn cái này. Không, nhưng mà cái này một cây mà bác. Thì một cây, nhưng mà đối cái này thì nó bảo là một cây, mà đối cái này thì sau này nó sẽ quý ra cái này riêng, cái này riêng. À, thế à. Nhà trồng ai làm đâu mà bị đâu. Dạ. Nếu đối cái này giúp cốt thời gian cái này mình nó lớn cỡ dày thì nó sẽ quý cái này. Thì nó quý nó trống nó thành cây riêng mà. Giờ thấy mình đỡ giữ giống. Thì giờ bó cái này thì nó còn lên làm miệng nó đẹp. Bó cái này thôi. Nó nó quý là theo xong. Nó quý là mất sắc rồi. Là em chia ra cái cây ra. Bây giờ nó còn nhỏ thì nó chưa quý được. Sau nó lớn lên cái tất cả cái này nó lên nuôi được cái này nó không trong này nữa nó sẽ quý lên. À. Nhập rồi mà. Cho nên đừng tiếc cái này, tiếc hai cái này thì nuôi coi. Bỏ. Bó vẫn đẹp nhưng mà đỡ là nhất có được. Đẹp hơn nha. Phô đỡ đẹp hơn. Nuôi chặn mẹ nào, nuôi lên chặn lại nào. Cái chặn nó lên sâu nó sẽ nuôi. Nên nó nuôi cái này nó chặn cái này lại. Là nó nuôi chết thì nó nuôi lại lên. Cái này phải chết, dứt khúc phải. Nào. Gặp rồi. Nó không có đường lên nè. Gặp rồi. Giờ tốt hết mà. Một thân nữa, một thân một chân nữa nó đẹp. Giữ được bộ đó. Mà hay nào hết. Cái này là gặp rồi. Cái đấy không gặp mình dùng biết không? Gặp rồi. Cái mà dùng. Cái này như đây cũng bó này, đỡ là bà hết, đỡ là tiêu. Nó nuôi bà là nó lao cái cũ rồi. Tức là khi tất cả đây nó lên nó sẽ nuôi ở đây. Dạ. Nó không in vô đây nữa thì hai cái cây đây nó nuôi vòng đây, cái này nuôi vòng đây thì hai cái. Anh nghĩ sao đỡ tàn đây thấy đâu có thể tiêu đâu nữa đâu, dùng đâu thiệt thì đâu rồi đấy này. Nó đóng vô bộ đó là nó đẹp hơn. Đẹp quá đẹp. Bỏ hai thằng hai bên rồi y bài. Cái này chính bản thân tôi gặp rồi. Không cái cây rất là tiếc ha. Không một cái cây không kích gì mà sử dụng lại được nó. Dạ. Đưa thành một cây đi huế rồi. Nó lên rồi cái nó luôn này nó cất lên kia luôn chứ không còn nữa. Nó sẽ khô rất là.